Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui mừng được gặp lại quý vị trong chương trình thời sự ngày 30 tháng 3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình của chúng tôi hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chương trình nghị sự kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế sửa đổi. Ngân hàng Thế giới sẽ huy động các nguồn vốn ưu đãi, bổ sung hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống biến đổi khí hậu, giữ vững những thành quả đạt được và tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB công bố triển vọng kinh tế châu Á, trong đó dự đoán kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định 6,7% trong năm 2016. Ngày 30 tháng 3, Quốc hội đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Đây là lần đầu tiên Quốc hội tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước ngay trong nhiệm kỳ nhằm đảm bảo tính liên tục của bộ máy, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động. Với 431 phiếu tương đương với 87,27%, Quốc hội đã tán thành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Nguyễn Sinh Hùng. Và với 92,11% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng. Ngày 31 tháng 3, Quốc hội tiến hành bầu cử Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cũng trong sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội sẽ thực hiện việc tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp. Cũng nằm trong chương trình nghị sự kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế sửa đổi đã được đưa ra lấy ý kiến tại hội trường trong phiên làm việc sáng ngày 30 tháng 3. Một trong những mục tiêu của việc xây dựng dự án luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế lần này nhằm tạo được khung pháp lý vừa chặt chẽ, vừa linh hoạt, đáp ứng nhu cầu ký kết và thực hiện điều ước quốc tế phù hợp với lợi ích của đất nước. Dự thảo luật ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế nhằm triển khai thực hiện các quy định mới của Hiến pháp năm 2013, bổ sung điều chỉnh các nội dung về thẩm quyền cũng như thủ tục, quy trình để thực hiện thẩm quyền hiến định của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực điều ước quốc tế. Theo đó, nhiều đại biểu đồng tình với dự thảo luật trong việc rút ngắn thủ tục để đáp ứng yêu cầu hội nhập sâu rộng như hiện nay. Thứ hai, đấy, về mặt trình tự thủ tục, thì chúng tôi tán thành với cái việc mà rút ngắn thủ tục, bỏ bớt công đoạn nhưng vẫn bảo đảm tính chặt chẽ. Nếu như luật điều ước quốc tế này được thông qua với như là tờ trình hiện nay thì tôi nghĩ nó sẽ tạo điều kiện rất là tốt cho ta có một cơ sở pháp lý và cập nhật hơn để mà xem xét quá trình gia nhập, ký kết và phê chuẩn điều ước sắp tới. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, để phúc đáp được đòi hỏi của thực tiễn, các đại biểu cho rằng việc đẩy nhanh tiến độ nội luật hóa các điều ước quốc tế là cần phải có những cơ chế. Cần xác định rõ quy trình, cơ chế nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tôi đề nghị dự thảo cần nghiên cứu quy định cụ thể hơn cách thức thực hiện điều ước quốc tế sau khi được phê chuẩn hoặc phê duyệt, trong đó có việc chuyển hóa quy định của điều ước quốc tế vào hệ thống pháp luật trong nước. Nếu thời gian gấp không cho phép xử lý toàn diện vấn đề này thì cũng đề nghị làm rõ hơn nữa tiêu chí và những vấn đề liên quan đến việc quy định áp dụng trực tiếp điều ước quốc tế. Khi mà các điều ước quốc tế mà Việt Nam sẽ tham gia có xu hướng liên quan nhiều đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, điều này dẫn tới việc các cơ quan đề xuất đàm phán ký kết điều ước quốc tế phải có sự tham vấn của các cơ quan có liên quan. Vì vậy, theo nhiều đại biểu, luật cần có những chế định cụ thể hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ chế phối hợp này. Cái cơ quan mà đề xuất đàm phán về ký kết điều ước quốc tế thì phải có sự tham vấn của các cơ quan có liên quan. Thế chính vì thế mà ở trong luật phải định rõ những cơ quan nào là cơ quan có liên quan. Tôi cho rằng chỉ viết chung chung ở cơ quan có liên quan thì tôi thấy là không hợp. Phải định rõ trong luật, xác định rõ đấy là trách nhiệm pháp lý của các bộ ngành đấy phải tham gia ý kiến. Dự thảo luật ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế gồm 9 chương 86 điều và được các đại biểu thống nhất đổi tên thành luật điều ước quốc tế, dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp này và có hiệu lực từ mùng 1 tháng 6 năm 2016 để đẩy nhanh việc phê chuẩn các điều ước quốc tế, đặc biệt là việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Ngân hàng Thế giới sẽ tích cực phối hợp với Việt Nam và huy động các nguồn vốn ưu đãi bổ sung hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống biến đổi khí hậu, giữ vững những thành quả đạt được và tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Đây là khẳng định của bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, tại cuộc gặp với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 30 tháng 3 tại Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn Ngân hàng Thế giới và cá nhân bà Victoria Kwakwa trong thời gian vừa qua đã có nhiều đóng góp tích cực cho Việt Nam.
Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần có thêm nguồn lực vật chất, trong đó sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới là hết sức cần thiết, cũng như giúp Việt Nam bổ sung kinh nghiệm trong hoạch định chính sách. Bà Khoa Khoa đã nhắc lại khẳng định của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim là sẽ ưu tiên các nguồn lực để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu, đồng thời mong muốn phía Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới, sớm thực hiện các dự án về quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông nông thôn, an toàn hồ đập, tín dụng quản lý kinh tế. Những dự án này nếu triển khai có hiệu quả sẽ góp phần giảm áp lực cho ngân sách của Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam đã vay được khoảng 20 tỷ đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới. Cùng ngày, tại buổi tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Khoa Khoa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam không bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình, giữ vững những thành quả đã đạt được và tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Bà Khoa Khoa cho biết, Ngân hàng Thế giới đang hết sức nỗ lực phối hợp với các bộ ngành của Việt Nam, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được. Trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim vừa qua, cũng như phối hợp trong triển khai thực hiện các nội dung, mục tiêu trong sản phẩm chung là báo cáo Việt Nam 2035. Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ làm việc với các đối tác để tìm ra những cách thức và lộ trình phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam nhằm bảo đảm nguồn tài chính hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển ưu tiên cũng như đảm bảo khả năng trả nợ bền vững của ngân sách. Cũng trong ngày 30 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Cơ sở Hạ tầng và Môi trường Hà Lan bà Melanie Hagen đã có buổi tiếp xúc với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp sang tham dự phiên họp Liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. Với nhiều kinh nghiệm trong xử lý thành công vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, Phó Thủ tướng đề nghị Hà Lan giúp đỡ, tìm giải pháp thiết thực và hiệu quả giúp Việt Nam đối phó với những thách thức đang gặp phải, cũng như tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, dành nguồn tài trợ cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nam Bộ và Tây Nguyên giữ nước ngọt, chống ngập mặn và khô hạn. Bà Melanie Hagen khẳng định sẽ làm hết sức mình chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm về biến đổi khí hậu bằng những kế hoạch trước mắt và lâu dài, giúp cho Việt Nam vượt qua khó khăn và xử lý thành công thách thức này. Trong 5 năm qua, đã có nhiều chiến dịch nhằm nâng cao ý thức bảo vệ loài tê giác được triển khai tại Việt Nam và đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Điều đáng nói ở đây là các tổ chức Việt Nam và quốc tế đã phối hợp cùng với nhau trong các chiến dịch lớn trên nhiều kênh và hình thức khác nhau để cùng vì một thông điệp, ngừng sử dụng các sản phẩm từ sừng tê và các loài động vật hoang dã. Triển khai trên 6 thành phố lớn, tiếp cận hơn 30 triệu người, những chiến dịch tuyên truyền chấm dứt sử dụng sừng tê như thế này đã được thực hiện tại nhiều trường học. Bên cạnh đó, nhiều quan chức chính phủ và người nổi tiếng tại Việt Nam cũng đã góp tiếng nói trong hàng loạt những đoạn clip tuyên truyền chống săn bắt động vật hoang dã. Cuối năm 2010, con tê giác cuối cùng của chúng ta đã bị giết chết. Rất đáng tiếc khi động vật hoang dã cuối cùng đã mất đi. Việc lấy động vật hoang dã làm thuốc nó trái với cái đạo lý và cũng phản khoa học. Chúng ta hãy bảo tồn, gìn giữ giá trị lịch sử văn hóa và di sản thiên nhiên cho các thế hệ sau bằng cách không khuyến khích tiêu dùng sử dụng động vật hoang dã để làm thuốc cũng như là những vấn đề khác. Những hoạt động trên là nỗ lực của các bộ ban ngành của Việt Nam cùng hàng loạt các diễn đàn, tổ chức quốc tế như SAIS, iThink, Freeland, Rapid Asia. Báo cáo tổng kết sau 5 năm thực hiện cho thấy số lượng người mua sử dụng sừng tê ở Việt Nam giảm gần 40% và riêng tại Hà Nội là giảm khoảng 80%. Tôi cũng bất ngờ là trong cái chuyến công tác tới một cái vườn quốc gia ở rất là sâu xa, thì chúng tôi cũng nghe được cái đồng bào người dân tộc ở cái khu vực vườn quốc gia Gióc Đôn, người ta cũng biết được về cái thông điệp như vậy, thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái khả năng lan tỏa của nó rất là lớn. Trong 3 năm qua, hợp tác của chúng tôi với chính phủ Việt Nam đã ghi nhận những bước tiến đáng kể. Chúng tôi đã có cơ hội hợp tác cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp hay Bộ Công an đồng tổ chức nhiều buổi tập huấn và các dự án bảo vệ động vật hoang dã. Trong tương lai, các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục hợp tác với các bộ ban ngành của Việt Nam trong bảo vệ động vật hoang dã như ngựa vằn, hổ, voi và nhiều loài động vật khác đang bị đe dọa tuyệt chủng.
Còn liên quan đến tình hình dịch bệnh do virus Zika, theo khẳng định của lãnh đạo Bộ Y tế tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch vừa diễn ra ngày 30 tháng 3, cho đến thời điểm này Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Zika. Bộ Y tế cho biết thông tin Khánh Hòa có 4 trường hợp dương tính với virus Zika mà một số báo đưa tin sáng nay là không đúng sự thật. Hôm qua, Viện Pasteur Nha Trang tiến hành xét nghiệm có 4 ca nghi ngờ nhiễm virus Zika, sau đó đã chuyển ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Hà Nội để kiểm tra lại. Sáng nay, cả 4 mẫu này đều cho kết quả âm tính, tức là không nhiễm virus Zika. Như vậy, từ đầu năm đến nay, ngành y tế đã xét nghiệm gần 800 mẫu bệnh phẩm tại 32 tỉnh thành và kết quả là vẫn chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Zika. Cái báo động chúng ta lên mức 2, dù chúng ta chưa phát hiện ca dương tính ở Việt Nam, nhưng vì xung quanh chúng ta có hết rồi. Lào có, Campuchia có, Trung Quốc có. Và người đi vào chúng ta, du khách vào rất nhiều bằng các đường và lại không có triệu chứng. Kiểm dịch ở các cửa khẩu, hàng không lẫn đường biển thì đề nghị chúng ta vẫn làm. Thế và ở Tân Sơn Nhất và Nội Bài chúng tôi cũng đề nghị nếu được công chí kết hợp với cửa khẩu, công an cửa khẩu. Có cái tờ khai riêng để nếu như những cái trường hợp khi vào chúng ta chưa sốt nó không qua cái máy đo thân nhiệt. Mà họ về cộng đồng vào thì chúng ta còn lần ra được phải tăng cường cái phối hợp giám sát và cái vận động diệt muỗi và lăng quăng. Thì ngay những tháng đầu năm này sốt xuất huyết bắt đầu có xu hướng tăng. Và báo cáo ông chí là biến đổi khí hậu như này thì chúng ta không biết tình hình dịch sẽ như thế nào nữa. Bộ Y tế cho biết sẽ thành lập 8 đoàn kiểm tra giám sát công tác phòng bệnh do virus tại 16 tỉnh có nguy cơ và 4 đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch bệnh tại 4 khu vực Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên. Với mục tiêu phát hiện ca bệnh sớm và ứng phó kịp thời khi có dịch. Thưa quý vị, sự việc diễn viên Hồng Quang Minh với nghệ danh thường được biết đến là Minh Béo bị bắt giữ tại Mỹ vẫn đang thu hút được sự quan tâm của dư luận. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố San Francisco cho biết, ngay sau khi báo chí đưa tin về trường hợp nhà chức trách Hoa Kỳ bắt giữ diễn viên này tại bang California, Tổng lãnh sự quán đã liên hệ với cơ quan chức năng sở tại để xác minh. Và để tiếp tục cập nhật thêm thông tin chi tiết về sự việc này, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ đã có cuộc phỏng vấn với bà Nguyễn Thị Cát Ngọc, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco. Vâng, trước hết rồi xin cảm ơn chị đã tham gia cuộc trao đổi với Đài truyền hình Việt Nam. Thưa chị, đã được biết là ngày hôm nay thì Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco có cử xuống đây để làm việc với chức trách của quận Cam về trường hợp của nghệ sĩ Hồng Quang Minh hay còn gọi là Minh Béo. Vậy thì chị có thể cho biết tóm tắt cái kết quả của việc ngày hôm nay không ạ? Vâng, cảm ơn anh. Ngày hôm qua Tổng lãnh sự quán nhận được thông tin về bắt giữ Hồng Quang Minh với nghệ danh là Minh Béo từ các nguồn thông tin đại chúng và ngay lập tức Tổng lãnh sự đã cử 2 cán bộ lãnh sự đến quận Cam. Và sáng ngày hôm nay chúng tôi đã đáp chuyến bay đầu tiên đến quận Cam để làm việc với trại giam nơi anh Hồng Quang Minh đang bị giam giữ. Và chúng tôi cũng được làm việc trực tiếp, gặp gỡ trực tiếp với anh Hồng Quang Minh. Đến buổi chiều chúng tôi làm việc với các luật sư về cái trường hợp bắt giữ anh Hồng Quang Minh. Vâng, vậy thì trong thời gian trong cuộc gặp lãnh sự với anh Hồng Quang Minh thì chị cho biết là tình sức khỏe cũng như điều kiện Quang Minh nói chung là ổn định, là sức khỏe tốt, tâm lý lo lắng nói chung là bình thường. Chúng tôi cũng làm việc với các cán bộ trại giam yêu cầu có cái sự khám bệnh thường xuyên và có bác sĩ kiểm tra về tinh thần cũng như là thể chất cho anh Quang Minh để đảm bảo về Quang Minh trạng thái sức khỏe ổn định. Và các cán bộ trại giam cũng đã liên hệ với bác sĩ và ngay chiều hôm nay họ đã có một bác sĩ đến để khám về tâm thần cho anh Hồng Quang Minh. Vâng, vậy thì trong cuộc làm việc với anh Hồng Quang Minh thì anh Hồng Quang Minh có chia sẻ vì sao bị bắt giữ và bắt giữ trong một cảnh nào? Vâng, anh Hồng Quang Minh có chia sẻ với chúng tôi những thông tin đó. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho anh Hồng Quang Minh thì chỉ khi nào anh Hồng Quang Minh có luật sư bảo chữa thì những thông tin này được mới có thể với cái sự đồng ý của luật sư được thông báo cho công chúng biết. Xin cảm ơn chị.
Vâng, và cũng theo thông tin của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, văn phòng các luật sư bào chữa tại quận Cam, bang California đang tìm luật sư bào chữa cho diễn viên Hồng Quang Minh. Và khi có luật sư chỉ định thì diễn viên này sẽ được bào chữa trong phiên tòa vào ngày 15 tháng 4 mà không mất bất kỳ một chi phí nào. Phía văn phòng này cũng cho biết vì là công dân nước ngoài nên khả năng nộp tiền để được tại ngoại của diễn viên này là rất ít. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đang tích cực liên hệ với các nhà chức trách, văn phòng luật sư, sở cảnh sát quận Cam để cập nhật thông tin. Và chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB công bố báo cáo triển vọng kinh tế châu Á, trong đó dự đoán kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định 6,7% trong năm 2016. Chương trình khởi động sáng kiến khởi nghiệp quốc gia và ra mắt quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam hỗ trợ cho các nhóm khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Internet, tài chính. Chiều ngày 30 tháng 3 tại thị xã Bằng Tường, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đã diễn ra hội đàm cấp cao biên giới lần thứ 3 Việt Nam-Trung Quốc. Tham dự hội đàm có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn. Tại cuộc hội đàm, hai bộ trưởng bày tỏ coi trọng và đánh giá cao kết quả hoạt động giao lưu này, coi đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng của nhân dân và các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, là nhịp cầu gắn kết tình cảm hữu nghị, nồng ấm giữa nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Hai bộ trưởng khẳng định quyết tâm xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài bền vững. Trước đó vào sáng cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi thức chào cột mốc chủ quyền và chứng kiến buổi tuần tra song phương giữa bộ đội biên phòng hai nước. Trở lại với một thông tin trong nước, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng là sẽ tiếp tục ổn định trong năm 2016 với mức tăng trưởng 6,7%, sau đó thì sẽ tăng trưởng chậm hơn trong năm 2017. Đây là dự đoán của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB trong báo cáo triển vọng kinh tế châu Á vừa được công bố sáng 30 tháng 3 tại Hà Nội. Báo cáo chỉ ra 3 động lực chính của sự tăng trưởng gần đây: đầu tư nước ngoài, niềm tin của người tiêu dùng và tín dụng cũng như là các chính sách hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đương đầu với những khó khăn ngắn hạn như sự tăng trưởng chậm của kinh tế toàn cầu và sự thu hẹp của các vùng đệm kinh tế vĩ mô của chính sách tài khóa và tiền tệ. Trong dài hạn, Việt Nam sẽ phải giải quyết vấn đề năng suất lao động thấp và khả năng hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế. Các doanh nghiệp này sẽ chịu áp lực cạnh tranh gia tăng từ các hiệp định thương mại. Báo cáo triển vọng phát triển châu Á hàng năm cung cấp những phân tích về các vấn đề kinh tế vĩ mô cho các nước đang phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các dự báo tăng trưởng cho từng quốc gia và khu vực. Và để tìm hiểu rõ hơn về báo cáo trên, phóng viên chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Theo như báo cáo trên của ADB, triển vọng kinh tế của Việt Nam được đánh giá ra sao so với các nước trong khu vực, cụ thể là hai nền kinh tế lớn như Trung Quốc và Ấn Độ? So với kinh tế Trung Quốc, thì kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng rất tốt. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ chậm lại bởi nước này sẽ thay đổi lại mô hình phát triển kinh tế, tập trung ít hơn vào xuất khẩu và nhiều hơn vào tiêu dùng. Một phần của sự tiêu dùng này có thể sẽ có lợi cho Việt Nam với nhiều cơ hội xuất khẩu hơn sang Trung Quốc. Trong khi đó, kinh tế Ấn Độ vẫn tăng trưởng ổn định, nhưng quan hệ thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ vẫn còn khiêm tốn so với Trung Quốc. Báo cáo này nói gì về năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu, thưa ông? Cạnh tranh sẽ là một từ khóa quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam trong các năm tới và có nhiều vấn đề liên quan cần được tháo gỡ. Đầu tiên, việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước cần phải được thực hiện một cách căn bản, thực chất hơn. Việt Nam đã và đang tiến hành công cuộc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nhưng vẫn cần rất nhiều đổi mới mang tính căn bản về quản lý doanh nghiệp để các doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả hơn. Các công ty tư nhân cần có nhiều dư địa để phát triển hơn trong các ngành mà từ trước tới nay các doanh nghiệp nhà nước vẫn chiếm ưu thế. Hiện tại, Quốc hội Việt Nam đang bàn về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Được biết, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cũng đang chuẩn bị cho chiến lược đối tác quốc gia cho giai đoạn này. Xin ông cho biết một số ưu tiên chiến lược trong hỗ trợ của ADB đến Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Chúng tôi sẽ xem xét chính phủ Việt Nam cần hỗ trợ trong các lĩnh vực nào mà chúng tôi có thể giúp đỡ, không chỉ ở khía cạnh tài chính,
mà còn hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực. Dự định, các hỗ trợ của chúng tôi sẽ nằm ở 3 lĩnh vực. Đầu tiên sẽ tập trung vào việc phát triển một nền kinh tế sáng tạo và hiệu quả để chuẩn bị cho Việt Nam đi lên thành nước thu nhập cao ở mức độ thu nhập trung bình như hiện nay. Thứ hai là chúng tôi sẽ hỗ trợ một mô hình phát triển kinh tế bền vững, không chỉ trên con số mà còn đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Ngoài ra, ADB cũng sẽ hỗ trợ cho lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu. Chúng ta đều thấy được hạn hán đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng ra sao đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cùng với nạn xâm nhập mặn. Chúng tôi cũng muốn giúp đỡ Việt Nam trong các chương trình giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Ngày 30 tháng 3 tại Hà Nội đã diễn ra chương trình khởi động sáng kiến khởi nghiệp quốc gia và ra mắt Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới tham dự và phát biểu tại hội thảo. Làm thế nào để xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp dưới góc nhìn khoa học công nghệ, đó là vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Bên cạnh việc tạo những điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, thì việc thay đổi tư duy của xã hội về khởi nghiệp, tăng cường kết nối giữa các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp sẽ là những yếu tố quan trọng để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp quốc gia. Trong khuôn khổ chương trình, Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam đã ra mắt với hai nhà sáng lập đầu tiên là FPT và Quỹ Đầu tư Dài hạn Dragon Capital Group. Đây sẽ là quỹ mở có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn với mục đích trở thành trung tâm kết nối các startup Việt Nam với các nhà đầu tư trên thế giới. Quỹ sẽ đào tạo đầu tư hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Internet, tài chính. Dự kiến trong quý 2 năm nay, khóa đào tạo tăng tốc khởi nghiệp đầu tiên của quỹ sẽ chính thức bắt đầu. Viện Goethe Hà Nội vừa cho ra mắt công chúng cuốn sách ảnh Đà Nẵng, thành phố biển, giới thiệu tới độc giả những góc nhìn đa dạng về phong cảnh con người của thành phố trẻ này. Chủ biên của cuốn sách là tiến sĩ Michael Weiben, một chuyên gia người Đức, chuyên nghiên cứu về các vấn đề phát triển đô thị. Việt Nam là một trong những khu vực nghiên cứu chính của ông. Được xuất bản bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Đức, cuốn sách Đà Nẵng, thành phố biển gồm hơn 600 bức ảnh với các bài viết minh họa, thể hiện sự phát triển đa dạng của thành phố Đà Nẵng. Các bức ảnh được chia thành 5 chủ đề: nhìn từ trên cao, thay đổi qua thời gian, kiến trúc và nhà ở, dân cư, linh hồn đô thị. Một nửa trong số các bức ảnh là do tiến sĩ Michael Weiber tự thực hiện, còn lại là đóng góp của hơn 30 tác giả trong và ngoài nước. Trong cái sách ảnh này thì mình cũng có đóng góp hai bức ảnh đấy thì nói về cái hình ảnh người dân Đà Nẵng tập thể dục và mỗi buổi sáng trước biển. Thì hình ảnh này nó rất là quen thuộc. Mình cũng là một người dân Đà Nẵng nên mình cũng muốn đóng góp một chút hình ảnh về Đà Nẵng cho cái cuốn sách này. Có một câu chuyện vui khi tôi mang máy quay trên không lên Bà Nà Hill để chụp phong cảnh. Lúc đó là sáng sớm, trời rất nhiều sương mù và khung cảnh vô cùng nên thơ, trong lành. Bỗng nhiên, có hai chú khỉ chạy ra, có vẻ rất thích thú với chiếc máy quay của tôi, làm tôi hơi giật mình. Rất may là sau đó hai chú khỉ cũng bỏ đi để tôi tiếp tục công việc của mình. Theo các chuyên gia kiến trúc, Đà Nẵng là thành phố đa dạng về hệ sinh thái, có đồi núi, đồng bằng, sông ngòi và các bãi biển đẹp. Bên cạnh những ưu đãi về thiên nhiên, thì hình ảnh con người thân thiện hiền hòa đã tạo nên bản sắc riêng cho Đà Nẵng. Phát triển xanh là mục tiêu quy hoạch phát triển tổng thể của thành phố và điều này cũng được thể hiện qua nhiều bức ảnh trong cuốn sách. Những hình ảnh trong cuốn sách đã cho chúng ta thấy một cái thông điệp về cái sự chuyển hóa đô thị, một cái thông điệp về một cái sự phát triển đô thị hướng tới xanh, một đô thị thân thiện với môi trường, thân thiện với cộng đồng. Đó chính là mục tiêu chính của thành phố Đà Nẵng và dự kiến sẽ phát triển trong 20-30 năm tới. Cuốn sách này ghi lại bằng hình ảnh sự phát triển tổng thể qua nhiều thời kỳ của tất cả các vùng của thành phố Đà Nẵng, chứ không chỉ riêng trung tâm thành phố. Cùng với đó là phản ánh mọi mặt của các thành phần dân cư trong thành phố, bất kể giàu hay nghèo. Vì thế, chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ là tư liệu bổ ích đối với những người nghiên cứu sự phát triển bền vững của các đại đô thị. Đà Nẵng, thành phố biển là cuốn thứ 3 trong bộ 3 cuốn sách về 3 thành phố lớn của Việt Nam do tiến sĩ Michael Weiber làm chủ biên. Trước đó, vào năm 2014 và 2015, ông đã cho ra mắt hai cuốn là Thành phố Hồ Chí Minh siêu đô thị và Hà Nội thành phố thủ đô. Đặc biệt, cuốn sách về Hà Nội của ông đã được trao giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị khán giả quan tâm có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.